Xin chào các bạn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020 và theo âm lịch là ngày 17 tháng 6 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Tân Tỵ, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hoàng Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ở về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim ngày Tân Tỵ, tức chi khắc can, có nghĩa là họa khắc với kim nhé. Về nạp âm Bạch Lạp Kim Kỷ Tuổi Ất Hợi Kỷ Hợi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình thân, hại dần phá thân và tuyệt tỵ nữa đó. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung, tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về sao tốt xấu trong ngày có sao tốt, sao sinh khí, tốt về mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ, trồng cây, sao tốt Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Nguyệt Âm, tốt mọi việc, sao Phúc Sinh cũng tốt cho mọi việc, sao Dịch Mã tốt cho cái việc di chuyển xuất hành, sao Phúc Hậu tốt về việc cầu tài lộc, khai trương mở kho, sao Hồng Sa cũng tốt cho mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo cũng tốt cho mọi việc, sao Thiên Ân cũng tốt cho mọi việc, sao Thiên Thủy cũng tốt cho mọi việc các bạn nhé. Về sao xấu, trong ngày có sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới hay là khai trương. Sao Nguyệt Yến Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú độ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Nam, Tài Thần, hướng Tây Nam. Về nhân thần, ngày 17 âm lịch, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy, các bạn nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ năm này cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Vì vậy, bạn tuổi Tý, bạn rất khó khăn cho cái việc hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày đó. Bạn mệnh tuổi Tý, bạn cần phải lưu ý để không bị tiểu nhân sạp làm cho bạn bị sập bẫy nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bạn chỉ quan tâm đến công việc chứ không lưu ý đến các mối quan hệ ở nơi công sở. Đó có thể là cái lý do mà bạn mệnh trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân, và bạn tuổi Tý bạn cần phải phòng trừ, loại trừ cái mối hiểm họa này nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày Tân Tỵ thuộc hành hỏa, bạn đang gặp ngày họa thủy mâu thuẫn. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Gia đình đang có cái sự lục đục, chẳng có cái chuyện gì được như ý muốn của bạn. Bạn tuổi Tý, bạn cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình và có thể sẽ muốn buông tay, không cần cố gắng gì thêm nữa đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm của bạn
không được như mong muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn đang có cái điềm báo, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, công việc của bạn đang có cái sự bất ổn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn đang gặp kẻ xấu bụng hại. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, gia đình của bạn cũng đang có cái điềm báo, có sự lục đục nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này là số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Cho nên bạn tuổi Sửu, bạn rất có thể sẽ gặp được may mắn ghé thăm nhiều lắm đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn nhận được những cái lời tỏ tình từ người khác phái. Nếu như bạn cảm thấy có cái cảm tình thì hãy xem xét bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Sửu có được tin vui về tài lộc đó. Và ngày hôm nay bản mệnh tuổi Sửu đi theo cái con đường kinh doanh buôn bán sẽ nhận được khá nhiều cái cơ hội may mắn kiếm tiền với bạn, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần nữa đó nhá. Và bản mệnh tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, bạn cần phải suy nghĩ thực tế hơn. Nếu có tiền bạc dư dôi thì ngoài các khoản tiết kiệm cho cái việc chi tiêu, bạn cần phải tìm cách để mở rộng quy mô kinh doanh, những cái lĩnh vực kinh doanh để không bị lỡ mất những cái thời cơ với mình bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc hành kim, tài lộc của bạn có được cái sự dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc hành thủy, kinh doanh thì được phát đạt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hành hỏa, tình duyên của bạn rất chi là đẹp bất ngờ luôn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn tìm được một nửa cho mình rồi đó. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn kiếm tiền một cách dễ dàng nữa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao đó. Về con số may mắn của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên bạn đang có cái điềm báo gây ra những cái thiệt hại đáng kể về cái con đường tình duyên cho bạn nhé. Và bản mệnh tuổi Dần đang có cái điềm báo mù quáng tin theo cái lời người ngoài mà không chịu tin chính người mình yêu thương, mình yêu đó nhé. Bạn tuổi Dần, bạn chỉ biết trách bản thân đã vội vàng, chẳng hề kiểm chứng lại cái thông tin gì cả, hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc, tình cảm cũng theo đó mà mâu thuẫn càng lớn dần, càng ngày càng nhạt phai đi với bạn vốn yêu thương nhau mà giờ lại đang có cái điềm báo, có cái sự cách trở xa cách đó nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, may mắn là bạn đang gặp được chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Dần có được nhiều niềm vui trong công việc. Bản mệnh biết cách thể hiện được năng lực
của bản thân mình, trong khi có khá chi là nhiều áp lực vây quanh bạn, và bạn thử dần đã chứng tỏ được mình khác biệt rồi đó. Tử vi bạn tuổi Giáp Dần thuộc hành thủy, công danh của bạn có được cái sự tăng tín. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tình cảm của bạn đang có cái điềm báo, có cái sự nhạt phai. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, bạn đang có cái sự tổn thương to sâu sắc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn cũng có cái sự mâu thuẫn dày đặc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn đang phấn đấu không ngừng nghỉ đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tốt, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang có được cái sự nhạy biến và sáng tạo trong công việc độ. Và bạn tuổi Mão, bạn có thể nhanh chóng xử lý được các vấn đề phát sinh mà không để cho khủng hoảng càng ngày càng lớn với mình nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn đang gặp ngày Tân Tỵ. Cái điều này làm cho tình cảm của bạn trao chua không đúng người, trái tim đặt không đúng nơi thì chỉ gây đau đớn cho bạn mà thôi nhé. Bạn tuổi Mão, bạn đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Có những cái chuyện càng ngày càng sớm dứt ra thì càng tốt với bạn. Bạn tuổi Mão, bạn có được cái sự tinh anh sáng suốt trong công việc ngày hôm nay. Bao nhiêu thì bù lại, cái chuyện tình yêu của bạn lại mù mị bấy nhiêu đó nhá. Và bạn tuổi Mão, nếu bạn không nhanh chóng tỉnh ngộ thì cái vết thương sẽ càng ngày càng dày sâu hơn với bạn, càng thêm khó lành với bạn lắm đó. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc hành thủy, tình cảm của bạn không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hành hỏa, công việc của bạn tiến triển một cách tốt đẹp luôn. Về tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn nhanh chóng giải quyết được cái khủng hoảng cho mình. Về tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn cần phải bình tĩnh để lắng nghe. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn đừng để cho cái sự mù quáng của mình quá nhé. Đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này là sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này là số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang cảm thấy bất mãn khi bao nhiêu cái công sức của bạn bỏ ra chẳng được công nhận nữa đâu đó. Và bạn tuổi Thìn, bạn hiểu được rằng công việc khó khăn nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thực ấy đó. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh sẽ có những cách hành xử không phù hợp mà khiến cho cái câu chuyện càng ngày càng trở nên lội lạc lối, rắc rối với bạn. Bạn sẽ bị cấp trên khiển trách bởi những cái hành động sai trái của mình gây ra nhé. Trong ngày Tân Tỵ này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn đang gặp ngày hỏa dưỡng cho thổ, cho nên cái tinh thần của bạn
có phần được ổn định hơn. Những lời tỏ tình với người khác phái lúc đầu thì gặp khó khăn, nhưng sau thì sẽ được nhẹ nhàng hơn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn đừng để cho những cái cảm xúc bất thường khiến cho mình mất đi hạnh phúc nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, công việc của bạn có cái sự sa sút. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, hiệu quả công việc của bạn không được cao cho lắm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn rất dễ bị tổn thương nữa. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tình cảm của bạn có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn được bày tỏ tình yêu của mình rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh đứng chắn cái vận trình tài lộc của bạn, nên chẳng thể tiền tài nhảy vào túi của bạn được đâu nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng đang có cái điềm báo tiền tài chảy ra ngoài, mất tiền, mất của nọ. Và bạn tuổi Tỵ, bạn chẳng những không kiếm được tiền mà rất chi là hao tiền tốn của nữa đó nhá. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh dễ bị dụ dỗ, lôi kéo mà chi tiền vào những cái thứ không thực sự cần thiết đó. Bạn tuổi Tỵ nếu không kiểm soát được cái thói quen mua sắm của mình thì có thể bạn sẽ đánh mất hết những gì mình có đó. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, hỏa vượng, cho nên bạn tuổi Tỵ đang gặp cái chuyện tình cảm không được tốt. Tình cảm của bạn và người ấy đang có cái điểm xấu nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn đang nóng nảy quá mức mà chẳng chịu lắng nghe người ấy giải thích, mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra đó. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hành hỏa, tình cảm của bạn đang có cái sự rạn nứt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn đang có sự bốc đồng, sốc nổi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tiền bạc của bạn có cái sự hao mòn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn chi tiêu quá hoang phí. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn tự làm hại bản thân mình đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này là số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, vận trình của bạn đang gặp được quý nhân tam hội giúp đỡ cho bạn, nên không quá khắt khe với những bạn đang có người yêu nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn dần gì hiểu được giữa hai người phải có cái sự khác biệt nhất định và nên thông cảm cho nhau rồi đó. Cũng bởi cái suy nghĩ như vậy nên bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải có tinh thần không để cho mình đánh mất lý trí, khiến cho cái chuyện tình cảm giữa đôi bên bị ảnh hưởng nhé. Đôi khi một cái hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng đủ để xóa đi những cái mâu thuẫn với bạn đó. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có tỵ kim nhập cục. Cái điều này làm cho công việc của bạn mệnh không hiểu thông cảm cho người khác đó.
Và bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn cố chấp không chịu hợp tác với mọi người thì chỉ có tự khiến cho mình cô lập mà thôi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc hành kim, công việc của bạn khó tiến triển. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc hành thủy, tình cảm của bạn có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, bạn thấu hiểu được cái sự sâu sắc của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn khó thực hiện kế hoạch lắm đó. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn đang có cái sự cố chấp, tự làm khó bản thân mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao đó. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020, xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn đang có được cái báo hiệu gặp nhiều niềm vui lắm nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được ngày Tỵ, Mùi Tỵ tương hội, cho nên đối với những bạn còn độc thân sẽ nhanh chóng tìm thấy nửa kia của mình mà thôi. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy cố gắng mở lòng mình để đón nhận cái hạnh phúc trong tầm tay nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được thực thần chiếu rọi ánh sáng, sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi tìm được nhiều cái cơ hội may mắn kiếm tiền hơn hẳn những cái con giáp khác. Chuyện làm ăn kinh doanh với bạn càng ngày càng thuận lợi là điều không thể chối cãi đó. Và bạn mệnh tuổi Mùi, trong ngày Tỵ này, bạn mệnh biết tìm cách để chứng tỏ được cái sự đặc biệt trong sản phẩm của mình đối với những bạn kinh doanh mà không phải ai cũng có được nhé. Vì thế mà cái việc kinh doanh buôn bán của bạn tuổi Tỵ có được những cái thuận lợi nhất định, tiền bạc dồi dào đổ vào túi bạn đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tài lộc của bạn có được cái sự dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc hành thủy, tình yêu có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, bạn có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, bạn không lo lắng về cái vấn đề tiền bạc nữa đâu đó. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc hành mộc, bạn sớm tìm thấy được người yêu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020, xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày lục hợp chia chở cho cái vận trình của bạn, nên trong ngày rất dễ được quý nhân giúp đỡ. Bạn mệnh gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, nhân duyên bất ngờ khiến cho chính bạn cũng phải ngỡ ngàng nữa đó. Ngày này đối với những cặp vợ chồng dần vượt qua được những cái cơn khủng hoảng của những cái khác biệt về tính cách, quan điểm sống nữa rồi nhé. Tình yêu giữa hai người đủ lớn để níu giữ nhau, và bạn thấy mình may mắn khi được có được cái điều đó đó. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh. Cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi Thân cũng có được thu nhập vững vàng trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn cứ làm việc
của mình ắp sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn cứ yên tâm mà làm việc của mình đang làm đi bạn tuổi Thân nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc hành thủy, bạn đang có được cái sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hành hỏa, bạn vượt qua được thử thách. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ, không còn mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc hành mộc, tiền bạc của bạn có được cái sự dồi dào. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc hành kim, bạn biết lùi và biết tín nữa được. Đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày Tỵ thuộc bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên cái vận trình tình duyên và tài lộc của bạn tuổi Dậu trong ngày này rất chi là vượng phát nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu, dù là trong tình yêu hay là trong cái chuyện kiếm tiền thì bạn cũng đều nắm thế chủ động nữa rồi. Và bạn tuổi Dậu, bản mệnh không ngại để cho mình mất đi cái ưu thế khi hạ mình tự cho bản thân mình theo đuổi người khác đó nhé. Cái thời đại mới đâu ai đánh giá việc quân. Cái thời đại mới này không ai đánh giá cái việc con gái hay là con trai là người đứng ra theo đuổi trước đâu. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Dậu cái vận trình của bạn sẽ phát tài lắm đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy nắm bắt cái cơ hội này khi mà tài lộc đến với mình. Đừng để cho tài lộc trôi qua mất, tới khi mình nhìn lại thì cũng hối hận nuối tiếc một cách muộn màng đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc hành thủy, tài lộc của bạn đến một cách bất ngờ. Về tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hành hỏa, bạn có nhiều điều may mắn. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc hành thổ, tiền bạc của bạn có được cái sự dư dôi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tình yêu có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc hành kim, tình cảm của bạn có được cái sự nồng nàn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp thương quan nhập mệnh. Bạn tuổi Tuất không mấy quan tâm đến công việc của mình, lơ là với cái nhiệm vụ của mình đó. Và bạn tuổi Tuất, bạn không hiểu được ý nghĩa của cái việc có trách nhiệm với công việc nên đang làm sai hướng đó nhé. Bạn mệnh tuổi Tuất, bạn nếu như không nhanh chóng chấn chỉnh lại cái tinh thần, thái độ làm việc của mình thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ gặp rắc rối với bạn. Bạn tuổi Tuất, bạn không cần phải làm việc một cách căng thẳng quá mức, nhưng cũng nên có cái sự đam mê chủ động hơn trong công việc nhé. Trong ngày Tỵ này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày hỏa dưỡng cho thổ, cho nên cái cuốn đường tình duyên của bạn
lại có phần được vượng sắc. Ngày này, đối với những cặp đôi cảm thấy không thể sống thiếu được nhau, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải tính tới cái chuyện chung về một nhà rồi đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hành hỏa, tình cảm của bạn có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, công việc của bạn đang có cái điềm báo, có sự sa sút. Về tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc hành mộc, thái độ làm việc của bạn có phần kiếm đi cái sự năng nổ, nhiệt tình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc hành kim, bạn nên nhanh chóng tiến tới hôn nhân đi là vừa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, gia đình đang có cái báo hiệu có sự hạnh phúc nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày Tỵ cho nên đang nằm trong cái cung ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Hợi trong ngày này cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là cái tin đồn thổi, đâu là sự thực bạn nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn chớ nên để tâm tới cái lời người ngoài, khiến cho mình đâm ra nghi ngờ người ở bên mình bạn nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn đang gặp được ngày có chính quan xuất hiện, làm cho cái vận trình của bạn có được cái sự khởi sắc, công việc của bạn tiến triển được tốt đẹp, không cần phải cố gắng quá nhiều mà mọi việc cứ thế mà băng băng tiến bước, kế hoạch cứ đưa ra là thực thi được trôi chảy với bạn trong ngày được. Ngày này bạn có thể thêm thời gian cho gia đình thay vì cứ mãi mô mê làm việc, bạn có thể sẽ phạm sai lầm mà đánh mất đi hạnh phúc của mình khi nào không hay đó bạn tuổi Hợi nhé. Bạn cần phải biết đâu để điều chỉnh, phải trân trọng cái điều, trân trọng tình cảm của những người trong gia đình hơn là lúc nào cũng cứ cắm cúi vào công việc bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình cảm của bạn đang có cái sự rạn nứt. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc hành thổ, công việc của bạn có phần tiến triển được tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, mọi cái kế hoạch của bạn đề ra đều được thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn đang có được hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc hành thủy, gia đình đang có được cái sự đầm ấm nhé. Đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao đó. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ ban biên tập chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.